Chao, mãe. Cái này đu nhẹ nhẹ chưa? Nếu nhịn chó tay chó chân lại. Cố gắng. Bà nặng rồi bà đau, chịu không được. Đây mẹ. Đừng có đưa tay lên nghe, đúng không á. Cho mình đâu chỗ gì đi coi.
Ya bener. Xong rồi mấy này. Dạ, xong nghĩ được một phút thôi em. Em phải xong luôn đó. Em phải xong luôn. Dạ. Khâu xong là mới xong ba cái. Cái tráng chưa nặng. Đau quá. Gặp gì lé luôn.
để cho xăm cho bà này nghĩ xí nè. Phóng to. Nè, bên đó nhiều không nè? Hỏi nhiều không á? Nhiều rồi cũng được. Lấy thứ gì trong cái sợ, lấy thứ gì trong cái sợ, đau không? Ghê thắc mắc. Đỡ. Dùng kem đỡ liễn liễn có hồn thiệt bay để khách ngồi như sớm giờ không quá.